Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Em là Nam ở Thái Bình. Xin giới thiệu đến các bạn một cái combo chế xe điện thành xe ba bánh, xe máy thành xe ba bánh nhé. Đấy. Thì chọn bộ cấu hình nó như trong hình ảnh. Thì có bộ này thì nó có một cái đặc biệt hơn, đấy là chính là cái mẫu mới, mẫu cầu liền số phụ. Mẫu cầu liền số phụ nhé. Bộ này thì nó sẽ nằm ở cái dải giữa cầu bưởi, cầu ghép và cầu liền. Đấy. Nó sẽ hơn cái cầu ghép và kém hơn cái cầu liền một chút. Mặc dù vậy thì nó vẫn sở hữu cái đặc trưng của nó là cầu hàn liền. Nó sẽ có độ cứng cáp hơn. Tâm bua phanh lớn. Đấy, tâm bua phanh lớn này. Tâm bua phanh 180 này. Đây cầu này là cầu bọc liền này. Hiện tại thì cái mẫu mới này bên em mới đang nhập về loại cầu chiều rộng 90, lắp bánh thì lên 100 một mét ấy. Cầu thì tích hợp liền số phụ đây các bác nhé. Đây, rất là chắc chắn. Nó khỏe và chắc chắn. Giá thành thì tất nhiên là nó sẽ rẻ hơn cái cầu rời rồi, bởi vì nó liền thì bao giờ nó cũng sẽ rẻ hơn là mình ghép ngoài và nó độ cứng hơn rất là nhiều. Đây. Thì combo nó sẽ bao gồm cầu số phụ liền này, số lùi liền trục các đăng này, phanh tay phanh chân đầy đủ này, phanh tay và phụ kiện phanh chân này đầy đủ. Bộ này thì giới thiệu cho các bạn một cái dòng bánh hàng lốp hàng nhập 500-12. Dòng này thì hơn tất cả những cái dòng lốp bình thường. Và nó chỉ kém lốp Casumila một chút thôi. Casumila của nó là 12 bố. Thì thằng lốp này là lốp 10 bố. Tải trọng là 515 kg trên một bánh này. Đấy. Cái dòng này thì các bác có thể tải trọng 500-800 kg không vấn đề. Thì tuy nhiên thì nó sẽ phụ thuộc vào cái bộ nhíp. Nhíp này thì em giới thiệu cho các bác là nhíp 5 ná thì nó chỉ tải trọng 500 kg thôi. Thì các bác dùng với cái bánh xe này nó sẽ bền, rất là bền. Cái con xe ba bánh này em dùng loại 450 mà năm nay là năm thứ 10 rồi. Thì nó lốp nó mới hơi dạn nứt một chút thôi, nhưng mà vẫn còn ngon nguyên. Đấy, ngoài ra thì combo này cũng có thể giới thiệu cho các bác ha, một cái bộ nhíp 6 lá tải trọng cao hơn. Thì các bác lấy loại 6 lá hay nhíp 5 lá thì em sẽ báo giá cho các bác tùy theo từng cái combo một. Hoặc là bác nào không lấy đèn hậu thì bên em sẽ bớt đi tiền đi cho các bác nhé. Thì giá bên em sẽ báo cho các bác là có đèn hậu và nhíp 5 lá. Và nếu các bạn lấy nhíp 6 lá thì sẽ là thêm 100.000 nhé. Đấy, bên em sẽ không báo giá nhíp 6 lá cho các bác mà sẽ chỉ báo giá nhíp 5 lá có đèn thôi. Còn bác nào lấy nhíp 6 lá thì cứ thêm cho em 100.000 là được các bác nhé. Đấy thì đây là cái combo như vậy. Và nếu như bác nào mà muốn trèo dốc cao ấy, mà tải trọng khỏe ấy, thì các bác đổi cho em cái bộ số lùi có 2 tầng nhanh chậm này nữa nhé. Đấy, số lùi kèm số tầng nhanh chậm như thế này. Thì nó sẽ thêm lên 700 nữa các bác nhé. Đấy, thêm cái số này vào sẽ là thêm lên 700.000 nữa. Thì các bác sẽ nhận cái báo giá của bộ này và các bác tự động sẽ cộng thêm tiền khi các bác lấy nhíp 6 lá và đổi hoặc là đổi cái này. Đổi nhíp 6 lá thì thêm 100, đổi số lùi 2 tầng thì thêm 700. Đấy, các bác cứ như vậy các bác tính thêm nhé. Còn các bác thích bớt số đèn đi thì bên em sẽ bớt đèn đi. Ở đây em sẽ quy định là combo số 11 trong tất cả những cái combo. Các bác mua hàng thì cứ báo cho em là combo số 11. Nếu như đổi nhíp thì ghi là combo số 11 đổi nhíp 6 lá. Còn nếu như đổi số lùi thì các bác ghi là combo số 11 đổi số lùi 2 tầng. Bên em sẽ báo giá cho các bác
theo từng hạng mục như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin giới thiệu chút nữa là về cái cặp nhíp này thì bên em vẫn hàng nhập cho các bác nhé. Nhiều video khác em đăng rồi, có thể nhiều bác chưa gặp cái video trước thì em đăng là video này hàng nhập. Đấy, nó có cái gân nhíp này, dài 73 cm này. Đấy, có chữ TH này. Nhíp rất là đẹp các bác nhé, nó sắc sảo. Đây, làm rất là chuẩn này. Đấy, hai đầu này, hai đầu lỗ tâm nhíp hai đầu này là đều 30 các bác nhé. Đây, nhíp này. Chiều cao của cái nhíp này là nó rơi vào khoảng 15 cm các bác nhé. Độ cong của nó là 15 cm. Đấy, để cho các bác tiện đường tính toán. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.